Xin chào các bạn. Ở video trước thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy bộ đàm TK608 của Kenwood rồi. Thì hôm nay ở video này tôi sẽ cùng các bạn mở tháo tung cái bộ đàm này ra, xem cái bên trong cái bộ đàm giá rẻ này nó có những gì nhé. Mạch bên chính của nó thì nó sẽ được lắp trên một cái khung đế bằng hợp kim, bậc kim loại này, chắc là hợp kim nhôm này. Tôi thấy nó cũng nhẹ mà nó cứng cáp, cái khung này tương đối cứng cáp và nó được hàn vào cái đầu là cái rắc nối ra anten này. Còn cái bo mạch chính của nó thì đây mặt sau của nó đây, các bạn thấy là nó cũng không có cái gì to tát cả. Nhìn cái mạch cũng đơn giản. Còn đây là cái mặt trước của nó đây. Đó. Đây là cái công tắc chuyển kênh này, công tắc volume này, cái núm chuyển volume này. Đây là jack mic này, jack tai nghe này. Đây, các cái linh kiện này tương đối nhỏ gọn. Còn hông này là các cái phím bấm. Đây là cái đèn led này. Thì ở đây nó là cái khối khuếch đại để lên khuếch đại tần số, khuếch đại công suất phát sóng lên, thì nó sẽ ra cái đầu này là cái đầu anten để nó phát ra, phát và thu luôn đấy. Đây, xem cái con vuông vuông này, nó là cái con AT1846S này. Này các bạn thấy không? Nó nhìn cái mạch rất đơn giản, bé xíu này. Đó. Nhưng mà công suất phát ra cũng phải từ tầm tối đa là 5W ấy, nhưng mà phát xa phết đấy các bạn. Đó. Các bạn có thể chiêm ngưỡng bên trong. Thì bây giờ thì tôi cũng vừa tháo tung cái bộ đàm TK608. Đây là một cái bộ đàm giá rẻ và cái công suất phát cũng tương đối xa.
các bạn cũng đã xem đấy, đây toàn bộ cái nội thất bên trong của nó đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của tôi. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách like, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được nhiều cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn.